ông Lê Thanh Phong được tái bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Lê Thanh Phong. Theo đó, ông Phong được Tòa án Nhân dân tối cao bổ nhiệm lại giữ chức vụ Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Ông Lê Thanh Phong từng giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 1 năm 2017, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, ông Lê Thanh Phong được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đến nay. Sau khi bà Ung Thị Xuân Hương, Chánh án khi đó, nghỉ hưu.